Hôm nay em đi tỉnh về, đợi anh ở mãi con đê đầu làng. Khăn nhung quần lính rộn ràng, áo cài khuy bấm, em làm khổ anh. Bảo ra đón người ta mà chẳng thấy đâu. Đi tỉnh về có khác nuột nà thế hế nơi. Anh đi đâu đấy? Thì đi đón hến chứ còn đi đâu. Mấy tháng không gặp mà anh cứ thấy âu sầu ruột gan. Hôm nào anh cũng đứng ở lan can ngóng đợi hình bóng con ngan của nàng. Sao lại hình bóng con ngan? Thì em có quả phao câu giống con ngan còn gì. Vớ va vớ vẩn, đầy cái chỗ đẹp thì không ngắm, cứ cắm mắt cắm mũi vào cái chỗ phao câu của người ta là thế nào. Thì anh thích mà ngồi xuống đây anh kiểm tra xem có bị mòn bộ phận nào không. Ai làm gì mà mòn, biết được man cỗ lúc nào. Phố xá là nhiều cám dỗ lắm, anh phải tin em chứ. Tin cái Berlin tin tin, ngay xóm mình có cái con Hồng lên phố vài tháng giờ nhìn không ra gì, đua đòa đú đẩn với cái con Thi đến nay hư hỏng cũng vì ham chơi. Có phải ai cũng thế đâu anh, hến em gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Giờ nhiều đứa ra ngoài toàn học những cái thói hư tật xấu, anh cũng thấy lo cho hến. Dù có đi bốn phương trời, lòng hến em vẫn một đời yêu anh. Dù có đi đâu làm gì thì phẩm giá đức hạnh vẫn là thứ quan trọng phải giữ gìn. Sống mà buông thả thì mất hết niềm tin của mọi người.